Rất nhiều video trên kênh đã bị chặn. Các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 Phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Trong video trước, Bạch Lang và Tiểu Vũ đã bị đám yêu quái dưới đất bao vây. Trong lúc hai người đang chật vật ngăn cản bọn chúng thì Nhất Hồ đã thừa cơ hội lẻn vào trong sương mù, định thừa cơ hội đánh lén. Nhờ vào thính giác mạnh mẽ của mình, Bạch Lang dễ dàng phát hiện ra vị trí của tên kia. Cậu đuổi theo hắn ta, nhưng hành động này vô tình đẩy Tiểu Vũ vào nguy hiểm. Không có người bảo vệ, Tiểu Vũ nhanh chóng bị Nguyễn Trùng Yêu bắt được. Bạch Lang quay lại định giải cứu nhưng sương mù lại quá dày đặc, không thể nhìn rõ xung quanh. Đến khi nhìn thấy thì lại bị Nhất Hồ ngăn cản. Tiểu Vũ gần như bị nuốt chửng. Rất nhanh sau đó, cô nàng sẽ biến thành món thịt tươi sống. Đám Trùng Yêu vui mừng cười lớn, bọn họ định trở lại mặt đất, nhưng Nhất Hồ đã ngăn cản, kéo đứt một cái xúc tu. Tiểu Vũ là con mồi, nên hắn sẽ không thể để cho đứa nào cướp con mồi của mình đi cả. Nàng ta may mắn thoát được ra ngoài, đám yêu quái thấy vậy lập tức tháo chạy. Nhất Hồ tiến lại gần chuẩn bị định làm thịt cô nàng, hành động này làm cho cô sợ chết khiếp. Đúng lúc Nhất Hồ vung móng vuốt tấn công thì Bạch Lang đã xông tới dùng thân mình đỡ đòn cho Tiểu Vũ. Dù bị ăn trọn môi chảo vào người nhưng cậu vẫn không ngã xuống, thậm chí còn đứng hiên ngang như chưa có gì xảy ra. Điều này làm cho Nhất Hồ cũng giật mình, hắn ta phẫn nộ vì cậu 5 lần 7 lượt ngăn cản. Hắn liên tục tấn công nhưng Bạch Lang vẫn cố chấp đứng lên, sau đó cậu cũng phản công đập cho Nhất Hồ sấp mặt. Ý chí bảo vệ Tiểu Vũ đã giúp Bạch Lang sa đọa vào ám hồn, thực lực tăng vọt. Đúng lúc cậu định làm thịt Nhất Hồ thì Tiểu Vũ đã lên tiếng trấn an, giọng nói của nàng ta giống như là liều thuốc chữa bệnh, thêm lời dặn dò của sư phụ và thú đại nhân. Chính nghĩa trong lòng Bạch Lang đã giành được chiến thắng, sức mạnh ám hồn trong người bị áp chế. Điều này làm cho Nhất Hồ cũng cảm thấy kinh ngạc. Việc khống chế ám hồn là điều trước nay chưa từng có, cơ thể hắn đã bị thương quá nặng, chỉ có thể nằm một chỗ thản trách bản thân. Tiểu Vũ không muốn nhìn thấy Nhất Hồ chết, thế là cô nàng quyết định cho hắn ta uống máu của mình để cứu hắn. Nàng cảm thấy giữa hắn, Bạch Lang và mình có liên kết nào đó, vậy nên nàng quyết định cứu mạng hắn. Đến khi trời sáng, Nhất Hồ cũng tỉnh lại, toàn thân đã bị dây thừng trói chặt. Thấy mình vẫn còn sống nên hắn ta cũng bất ngờ, dù là vậy thì hắn vẫn không cảm kích ơn cứu mạng của Tiểu Vũ, thậm chí còn cho rằng chỉ cần mình không chết thì sẽ có ngày ăn sạch nàng. Tiểu Vũ lại không hề tức giận, cô bắt đầu khuyên giải hắn làm người tốt. Nhất Hồ muốn cãi lời nhưng lại bị khí tức của nàng ta áp chế. Trước mắt, hắn đã không còn lựa chọn khác rồi, bây giờ cứ đồng ý với yêu cầu trước đã, sau này sẽ tìm cơ hội trốn đi. Thế là Nhất Hồ lập tức cúi đầu nhận lỗi. Cô nàng yêu cầu hắn cùng Bạch Lang bảo vệ mình, vượt qua yêu quái đại đảo. Sợ hắn ta chạy trốn nên dọc đường đi vẫn một mực bị trói lại. Đi một hồi lâu cũng sắp ra khỏi khu rừng rậm, phía trước mặt là cổ thành. Chuyển cảnh về hai người Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết, bọn họ đang ở dưới đáy vực sâu. Đường Tam Tạng thì vẫn tỉnh táo, còn Ngao Tuyết thì đã bất tỉnh. Hai người bị cuốn vào một dòng sống cát, sau đó thì lại rơi xuống bên dưới. Phía dưới chính là âm giới. Khung cảnh nơi đây vô cùng âm u, người vừa mới tiến vào đều có ba ngọn lửa gọi là tam muội chân hỏa. Một khi cháy hết thì sẽ bị mục nát tha hóa. Một cô gái dẫn đường đi tới nói chuyện, cô ta chính là vong linh dẫn đường của âm giới. Cô cho biết Đường Tam Tạng bây giờ chính là vong linh. Đường Tam Tạng hoàn toàn không tin là mình đã chết. Thử đánh một cái vào mặt, liền cảm thấy đau đớn. Đúng với cảm giác ở nhân gian nên ông càng tin mình vẫn còn sống. Nhưng cô ta lại cho biết vong hồn cũng có chỉ giác, cho nên việc ông cảm giác được đau đớn cũng là điều hiển nhiên. Càng trùng hợp hơn là cô gái này cũng là người nằm đó đã dẫn đường cho Tôn Ngộ Không. Trước mặt ông là cầu Di Vong, bước lên cầu cũng là lúc phải buông xuống tưởng niệm và chấp nhất để đầu thai sống một cuộc sống khác. Như vậy Đường Tam Tạng sẽ phải từ bỏ việc hộ tống Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Ông chỉ cảm thấy tình huống mình rơi vào âm giới rất đặc thù, trực giác lại mách bảo rằng không thể từ bỏ ở đây. Mặc kệ lời khuyên của nàng ta, Đường Tam Tạng chỉ cảm ơn nàng ta đã nhắc nhở, sau đó kéo theo Ngao Tuyết đi nơi khác. Nhưng đi một hồi lâu, Đường Tam Tạng vẫn quay lại chỗ cũ, đó là trước cây cầu. Sau khi chữa thương cho Ngao Tuyết, ông bất ngờ bị vô số vong linh mục nát bao vây. Bọn họ muốn cướp chân hòa trên người Đường Tam Tạng. Ông chỉ cần tung vài cú đấm đã đánh cho cả đám sấp mặt. Vì tiêu hao thể lực quá mức nên một đống lửa đã bị tắt, mà đám vong linh kia lại bất ngờ sống lại. Đường Tam Tạng chỉ còn cách là kéo theo Ngao Tuyết bỏ chạy. Ông cứ như vậy mang theo người đồ đệ đi rất lâu. Nơi này không có thời gian nên chẳng biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm. Ông cứ như vậy đi cho tới khi sắp cạn kiệt sức lực, phải ngồi xuống tịnh hóa khí tức mục nát. Sau bấy nhiêu thời gian bất tỉnh thì Ngao Tuyết cũng tỉnh lại. Hắn cực kỳ bất ngờ vì cánh tay trái của mình đã biến mất do bị cổ long chặt đứt. Thế là hắn ta cảm thấy thất vọng vô cùng, tự cho mình là phế nhân. Còn trách tại sao ông lại cứu mạng.
mà không để cho hắn chết quách đi cho xong. Sau khi nhận ra mình đang ở âm giới, thì Ngao Tuyết lại phấn khích. Đường Tam Tạng đành phải tặng cho hắn một đấm để hắn bất kêu ca lại. Ông khuyên hắn nên tin tưởng vào chính mình, chỉ có kiên trì tới cùng mới có tư cách nhận thua. Lúc này đám vong linh mục nát đã đuổi tới, Đường Tam Tạng đành phải đấm cho mấy tên kia sấp mặt. Điều kỳ lạ là Ngao Tuyết hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hắn chỉ thấy miệng của ông lẩm bẩm, tay chân thì đấm vào không khí mà thôi, chẳng có vong linh gì ở đây cả. Đường Tam Tạng nghe vậy liền nhận ra tâm trí của mình đã mất khống chế, bản thân đang bị hủ hóa, nhất định phải duy trì sự tỉnh táo. Nghĩ là như vậy, nhưng chỉ vài giây phút sau, tâm trí ông lại rối loạn. Ông bất ngờ nhìn thấy Ngao Tuyết đã biến thành vong linh. Thế là Đường Tam Tạng lập tức xông tới tấn công Ngao Tuyết. Ngao Tuyết cực kỳ tức giận, vốn định đánh lại sư phụ nhưng do thực lực không bằng nên không thể làm gì được. Điều duy nhất hắn có thể làm là chịu đòn mà thôi. Cũng may Đường Tam Tạng kịp thời tỉnh táo. Đến đây thì ông cũng đã không còn niềm tin nữa. Điều này làm cho Ngao Tuyết càng thêm bực. Mới bản nãy còn nói là vùng vẫy tới cuối cùng, bây giờ lại buông bỏ và chấp nhận cái chết. Bản nãy khăng khăng muốn cứu hắn, bây giờ lại bảo hắn đi. Ngao Tuyết cực kỳ bức xúc. Đột nhiên ông nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh, tưởng là mình đang gặp ảo cảnh, nhưng không, thực sự là Sa Ngộ Tĩnh đã xuống âm giới, hắn còn mang theo một cái vạc. Lực lượng bên trong vạc có thể xua đi khí tức mục nát, Đường Tam Tạng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trước đó Sa Ngộ Tĩnh đã dùng bí pháp đi xuống âm giới để gặp mặt âm giới vương, vốn dĩ hắn và âm giới vương là chỗ quen biết. Vậy nên hắn ngỏ ý muốn mượn cái vạc âm thế đồng bàn. Âm giới vương không cho, thế là hai bên đã xảy ra cuộc đại chiến. Sa Ngộ Tĩnh lợi dụng hình nộm cát đánh lừa được âm giới vương và trộm đi cái vạc, đồng thời cũng cứu được cô bạn thân của hắn. Nhờ vào âm thế đồng bàn nên tìm được vị trí của Đường Tam Tạng, cũng may là đến kịp lúc. Âm giới vương nhanh chóng đuổi tới. Bộ dạng ông ta cực kỳ tức giận, sát khí nổi lên đùng đùng. Mực độ sát khí quá mạnh, Đường Tam Tạng biết bọn họ đã không thể nói chuyện được nữa, họ chỉ còn cách ngăn cản âm giới vương. Nhằm tranh thủ thời gian để Sa Ngộ Tĩnh bày trận pháp, mở ra thông đạo rời khỏi đây. Đối mặt với âm giới vương cùng đám đàn em đông đảo, Ngao Tuyết và Đường Tam Tạng nhanh chóng bị yếu thế và bị khống chế. Cũng may Sa Ngộ Tĩnh kịp hoàn thành trận pháp, đưa mọi người thoát khỏi âm giới để trở lại nhân gian. Tuy Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết đã sống lại, nhưng bọn họ bây giờ lại đang ở dưới vực sâu vô tận, muốn thoát ra ngoài phải trèo lên trên. Đã vậy, Ngao Tuyết còn cố tình giả vờ ngất xỉu để cho Đường Tam Tạng cõng theo mình lên trên. Xung quanh vách núi có rất nhiều yêu quái đang ẩn thần, buộc ông phải cực kỳ cẩn thận không phát ra tiếng ồn. Sau nhiều giờ leo trèo thì ông cũng trèo được lên đỉnh núi. Sa Ngộ Tĩnh đã chờ sẵn ở đây. Việc kế tiếp là đuổi theo đám người tiểu vũ nữa mà thôi. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào.